Em có một cái bệnh là phán xét, và em nhận biết được cái căn bệnh đó của em. Thì như nhận biết, cho nên là em nói rằng là trong cái chuyến đi này mình sẽ để cái tâm phán xét của mình ra một bên, mình sẽ không có phán xét ai cả. Và thật sự ra là cái chuyến đi này á, đối với em là cái chuyến đi mà nhẹ nhàng nhất từ trước đến nay. Em có phán xét một người nhưng mà em nhận biết, em để đó qua một bên để mà em quan sát. Sau khi mà cái người đó chia sẻ thì em mới biết, à thì ra là trong những cái mà họ bộc lộ đều ẩn chứa sau đó một cái nỗi đau gì đó. Và em đã rất là mừng vì em nhận biết ngay từ đầu cái người mà em để cái tâm. Và còn đối với thầy Ô Chát thì thật sự là em không biết thầy là ai cả. Em đến đây á, chỉ trong cái đầu là mình đến, mình học và mình tiếp thu những cái kiến thức về tâm linh để mình phát triển chính bản thân mình. Cho dù mình có thắng ai đi nữa, nhưng mà bản thân mình không chiến thắng thì mình vẫn là người thua cuộc. Cho nên là khi mà đến với thầy á, em nhận được từ thầy là một người rất là trí tuệ và rất là thuần khiết, khiêm tốn trong từng cái câu trả lời. Mà ở những cái vị thầy trước đây em học á, em không có cảm nhận được. Họ đều là những người đỉnh đạt, rất là người quyền lực, nhưng mà thầy rất là thuần khiết và rất là gần gũi với mọi người. Em học được ở thầy một cái đó là ngẫu hứng và sự nhận biết. Em lúc nào cũng cứng nhắc hết á, không có thể nào mà thả lỏng. Khi mà em làm một cái động tác gì đó, mặc dù nhìn tất cả các bạn ở đây họ ngẫu hứng, họ nhẹ nhàng, em rất là thích. Tại sao mình không thể nào làm được như thế? Thì khi mà nghe cái bài giảng của thầy là ngẫu hứng phải có sự nhận biết, thì lúc đó em nói rằng là mình phải luôn luôn có cái sự ngẫu hứng để cho giảm bớt cái sự nhàm chán đi. Ở trong đây tất cả mọi người đều có sự tỉnh thức, nhận thức, thì nó rất dễ dàng cho cái việc thực hành đó. Nhưng mà ra ngoài xã hội kia, những cái môi trường khác, em sẽ áp dụng cái bài học ngẫu hứng của thầy, bài học nhận thức của thầy, em sẽ hòa nhập mà em sẽ không có hòa tan. Em cảm ơn thầy rất là nhiều.